Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến nha, lại là Hùng đây. Trong video clip này thì Hùng lại tiếp tục lên cho các bạn một cái đôi chó Phú Quốc con này, khác đàn. Đấy, để cho anh em mà có nhu cầu mà về nhân giống thì có thể lựa chọn đôi này, cũng như là những video trước thì cũng chia sẻ rồi. Thì rất nhiều bạn có yêu cầu Hùng là chọn lựa ra những cái đôi chó Phú Quốc con mà khác dòng, khác bố, khác mẹ để các bạn có thể lựa chọn để về trong nhà làm bạn mà sau này nó trưởng thành lên có thể là cho sinh sản được. Thì hôm nay Hùng lại lên tiếp tục một cái đôi chó con này nữa. Và đây Hùng quay cận cảnh cho các bạn cái đôi này nhé. Đôi này thì Hùng giới thiệu luôn là cái con đực là màu vẹn nửa, con cái là màu vẹn kem. Đấy, con cái là lớn hơn con đực là gần 1 tháng tuổi các bạn nhé. Thì con đực hiện tại là 2 tháng rưỡi, còn con cái là gần 3 tháng rưỡi rồi. Hai con này cũng là tương đối là đồng đều. Đấy, con nhỏ nó rất là khôn, nó nịnh, con to không bị ăn đòn. Đây là con cái này. Con này là con cái nhưng mà nó trèo leo khủng khiếp luôn. Rốt ở đâu là nó cũng có thể là nó trèo được ra hết. Đấy, con cái vẫn kẹp. Này, hai con này thì đều là xoáy kiếm cả, xoáy kiếm vẹn xương cá, cho nên là đôi này mà kết hợp với nhau sau này da kẻ vẽ rất là đẹp. Vẹn nửa và đi với vẹn kem thì ra một cái màu rất là đẹp các bạn nhé. Sau này nó ra những cái màu vẹn nửa vàng cam, Hùng vẫn giới thiệu trên kênh đấy, những cái màu vẹn nửa vàng cam là màu đẹp nhất, lửa nhưng không phải là nó lửa bò cháy, lửa cháy đỏ, mà lửa màu lửa vàng vàng cam. Đấy, rất là đẹp. Đấy, cái màu vận lửa vàng cam thì không riêng gì cá nhân Hùng mà rất nhiều anh em chơi chó chuyên nghiệp là cũng rất thích những cái màu đó. Và thực tế kể cả những bạn nào mà chưa chơi chó Phú Quốc lần đầu tiên nhìn vào con vận lửa vàng cam cũng thấy ưng mắt. Đây, con này là con vận lửa vàng cam các bạn này, nó vàng nữa đấy nhưng mà qua video không hiểu sao nó cứ sáng sáng. Đấy, còn con này là con màu vàng này. Đấy, con này con màu kem này. Đấy, con kia là con màu vàng. Đấy, vàng nửa đôi khi là quay đúng góc độ là nó nhìn thấy cái màu vàng cam các bạn nhé, màu vàng cam rất là đẹp. Đấy, vẹn nửa nhưng màu vàng cam. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy thì đôi này thì đều lưỡi đốm cả con. Đây em ơi, các bạn nhìn này. Đây, con này lưỡi đốm này. Đấy, đốm ngay đầu này. Bên trong đốm cũng còn nhiều nữa. Còn đâu là con đực này. Con đực này thì đốm 80%, đốm đen 80% từ trong ra nhé. Con này khả năng là lớn lên là khả năng là đen hết. Con đực vẫn nửa này. Đây, các bạn nhìn con chó con mà nó ánh mắt đã đỏ lâu rồi này, lâu đồng này, rất là đẹp luôn. Cả hai con cũng vậy. Đấy. Không biết qua video các bạn có nhìn thấy không nhưng mà ở ngoài thì Hùng thấy nó ánh đỏ lên rất là đẹp. Hùng chia sẻ về cái màu mắt các bạn nhé. Vừa rồi là Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam, người ta có một cái bản tiêu chuẩn demo về màu mắt con chó Phú Quốc cũng như là các giống chó bản địa của Việt Nam. Nha, quay lại nhiều bạn lại chơi theo sở thích là cũng hỏi Hùng là anh có con chó nào mà màu vẹn hoặc màu đen mắt vàng không? Thì cũng xin chia sẻ đấy là các bạn chơi theo sở thích thôi. Hùng thì Hùng chơi theo bản tiêu chuẩn của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam người ta đưa ra. Hùng cứ bám theo bản tiêu chuẩn thôi, Hùng không chơi theo cái kiểu sở thích của từng người một. Đã là con chó Phú Quốc thì nó phải chuẩn các bạn nhé. Chứ không phải là muốn chơi chó Phú Quốc mà lại muốn có một cái nét thì đó là lai ở con chó khác sang thì Hùng lại không thích. Đấy, cho nên nhiều bạn cũng hỏi như vậy thì Hùng bảo là sao nhất thiết phải là mắt vàng. Thì các bạn cũng trả lời là sở thích của em là con chó Phú Quốc mắt vàng. Thì cũng trên các cái group, cũng trên nhiều những cái câu lạc bộ nuôi chó thì cũng nhiều anh em đăng lên là khoe con chó mắt vàng. Thì có thể là các bạn xem được. Đấy, nhiều người vào comment, nhiều người vào like thì các bạn xem được thì cũng chưa tìm hiểu về là mắt vàng nó ra làm sao, nó có phải là chó Phú Quốc không, thì các bạn cũng có thể là thấy bài viết nhiều comment rồi nhiều lượt like thì các bạn ấy cho là đẹp. Thì các bạn cũng hỏi Hùng là có con chó Phú Quốc vẹn hoặc con chó Phú Quốc màu đen mắt vàng không, thì cũng chia sẻ luôn như vậy. Nếu mà thực sự con chó là màu mắt vàng thì là không chuẩn là mắt con chó Phú Quốc các bạn nhé. Nếu mà đi thi hoặc đi công nhận giống thì là bị loại ngay từ vòng đầu. Đấy, thì vì trong cái bản tiêu chuẩn của con chó Phú Quốc ấy, là nó không có màu mắt vàng. Con chó Phú Quốc là mắt màu đen, nâu và những cái màu hổ phách được chấp nhận các bạn nhé. Màu hổ phách là cái màu nâu ánh đồng đấy, là được chấp nhận. Đấy, còn đâu những cái màu vàng, vàng sáng đều là những con chó được lai tạp từ cái dòng chó khác sang các bạn nhé. Đấy, Hùng cũng chia sẻ như vậy.
Chứ còn ánh mắt con chó Phú Quốc nó chỉ là ánh mắt lâu, nâu đồng, đấy, hổ phách. Đây, chẳng hạn Hùng quay gần vào để các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy. Đấy, ánh lâu đấy, bé xíu mà có hơn 3 tháng tuổi nó đã ánh lâu lên rồi. Đấy các bạn xem, đấy là những cái màu mắt chuẩn. Đấy, cho nên là các bạn chơi theo sở thích, muốn con chó Phú Quốc mà có cái chẳng hạn như có đôi tai cụp, hoặc là muốn con chó Phú Quốc mà có đôi mắt vàng, hoặc là muốn có con chó Phú Quốc mà mặt nhau như con chó mặt nhau thì Hùng thực sự là không có. Đấy là theo sở thích của bạn thôi. Nên Hùng thì Hùng chơi theo bản tiêu chuẩn. Tất cả những con giống bố mẹ của Hùng là bám theo bản tiêu chuẩn và được đi thi và đã được công nhận giống. Cho nên là Hùng cũng chắc học nhiều đời ra rồi thì chó nó ổn định, nó chỉ có như vậy thôi chứ không sản sinh được ra những cái sở thích riêng của các bạn được. Đấy, cho nên là cũng chẳng là luôn là không có. Đấy. Để các bạn qua video này cũng chia sẻ các bạn hiểu hơn để mà lựa chọn cho mình con chó Phú Quốc làm sao cho nó đúng, cho nó chuẩn. Đấy. Qua cái video này Hùng giới thiệu con đôi cún này, vừa nói thì Hùng cũng vừa quay chúng nó, vừa quay chúng nó hoạt động, chúng nó nô đùa, các bạn cũng xem hết được từ mắt, mũi, mồm, chân, tay con chó, từ cái dáng đi để các bạn là có thể là xem lựa chọn nhé. Các bạn có bất cứ cái ý kiến phản hồi nào, cần tư vấn hoặc là cần hỏi gì thì các bạn cứ liên lạc qua cái số điện thoại cũng như số Zalo cũng như là cái đường link Facebook mình để trong phần mô tả video đó. Đấy nhá, mình sẽ tư vấn trả lời cho các bạn sớm nhất. Và các bạn nào mà xem đôi cún mà thấy ưng mắt thì cũng có thể liên lạc với Hùng. Hùng sẽ còn tiếp tục ra những cái video mới cập nhật kiến thức về chăm sóc con chó Phú Quốc cũng như là cập nhật những cái con giống mới nhất của bên Hùng. Các bạn nhớ là đăng ký kênh và đừng quên là ấn một cái nút hình quả chuông đấy để khi Hùng ra video clip mới các bạn có thể nhận được ngay nhé. Và video Hùng xin kết thúc ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.